Bạn muốn sở hữu cho bản thân một tài khoản VIP hay thử sức với vòng quay may mắn nhận ngay acc VIP cùng hàng loạt quân uy giá trị? Hãy đến ngay shopgthuchuvn để dinh về cho mình những tài khoản chơi game chất lượng cao. Truy cập ngay shopgthuchuvn, shop bán acc uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Cảnh báo đường link shopgthu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. What the hell? Kiểu gì? Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của cô nàng Kahi. Và trước tiên mình sẽ cần phải di chuyển dần lên đường trên để hỗ trợ đồng đội. Với tốc hành trong tay thì chúng ta sẽ cố gắng tiếp cận dồn thật là nhanh. Sau đó là ném chân một ra rồi đánh tường có một mạng chiến công đầu. Ngoài ra thì mình sẽ cố gắng cấu rỉa đối phương, cấu rỉa Gidu có chiêu một, đặt chiêu một đánh tường tiếp. Gidu bỏ chạy về mất dép rồi. Ấy. Thật ra thì lâu lắm rồi chưa chôn game, ngày hôm nay em cũng muốn áp dụng phong cách lên chôn đồ dành cho vị tướng Kahi để xem là phản ứng của team mình ra sao, phản ứng của team địch ra sao sau khi chứng kiến được cái build đồ mình chôn game nhá. Tính ra thì đối với Kahi thì như các bạn biết là vị tướng gây sát thương phép rất là lớn. Đấy, đáng ra lên đồ chuẩn thì các bạn sẽ cần phải lên những trang bị gây sát thương phép. Nhưng mà trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ không lựa chọn những trang bị gây sát thương phép đâu. Nào Butterfly ơi, mình đang thả thính thế này, thêm cả adapter à? Thả thính nhá, bởi vì đang có Amelie đứng cạnh mình mà. Amelie lẫn cả Lưu Bồ Tờ hỗ trợ mình. Hay quá. Đấy, tức là cấu gì à? Butterfly chạy về rồi, dù sao thì team mình cũng có mạng của adapter. Chỉ cần thả thính như vậy thôi. Đối với những trang bị gây sát thương kiểu như là đam vật lý rồi tốc đánh thì mình sẽ lên đồ như sau. Trước tiên trang bị giày thì mình sẽ lên giày kiên cường bởi vì team địch có Gidu các bạn ạ. Đấy, ui ôi. Cho mình cái mạng này lại hỗ trợ rồi. Khoán mạng quá, không ăn được nhiều mạng thì làm sao lấy được vàng để có thể lên đồ đây. Sau trang bị giày kiên cường thì mình sẽ lên đó là gươm sấm sét rồi đến thánh kiếm vút rung tàn, sau đó bắt táp và kiếm Fenrir nhá. Với build đồ này các bạn thấy là tốc đánh của mình sẽ rất là nhanh. Ui lại hỗ trợ tiếp. Khó ăn mạng ghê. Chắc lý do thời điểm đầu game mình chưa có được nhiều đồ các bạn ạ. Căn bản mình chưa lên được một cái đồ gây sát thương nào cả, chỉ mới lên được một đồ hoàn chỉnh đến từ giày kiên cường mà thôi. Mình cũng sẽ hạn chế bắn chiêu cuối nhá, bởi vì với phong cách lên đồ như thế này thì bắn chiêu cuối của Kahi ấy thì nó vẫn gây sát thương thôi, nhưng mà gây sát thương ít các bạn ạ, chứ không thể gây sát thương được nhiều. Chiêu cuối của Kahi là sẽ bắn gây sát thương phép là nhiều, nhưng mà mình lại lên đam mà, mình lên tốc đánh. Trận đấu này cố gắng làm sao lên được 200% tốc đánh để xem Kahi ném có nhanh hay không. Bởi vì như các bạn biết thì Kahi sở hữu đó là rất là nhiều cánh tay các bạn ạ. Đếm sơ sơ, đếm xương xương nó khoảng 6 hoặc là 9 cái cánh tay. Thế nên là hy vọng rằng mình có thể ném được liên hoàn. Gươm sấm sét thì khi lát nữa mình lên thành công thì chắc chắn mình sẽ ném được ra lượng đam phép này và đam vật lý, và hai lượng đam này có thể chí mạng nhá. Tôi dừ xa thì cứ ăn mục tiêu lớn như là rồng như thế này, cố gắng không để mất rồng. Ok, có rồng rồi. Nào bây giờ cố gắng xử lý Alistair lẫn cả Gidu, mình chỉ việc giữ vị trí, sau đó mình đánh tường thôi. Đấy, đánh tường có mạng hỗ trợ. Hỗ trợ là một niềm vui, và cho đến thời điểm hiện tại là mình hỗ trợ được 3 mạng rồi. Ngoài ra team thích đánh nhau thì mình cũng chiều luôn. Công việc đơn giản là quăng chiêu 1 kích quạt chiêu 2, sau đó là giữ vị trí đánh tường tiếp. Cấu rỉa zone, cấu rỉa zone, zone bị mất máu này. Ngoài ra tiếp cận quăng cái chiêu 1 vào, bắn luôn ulti. Ô là trời, zone vẫn chạy được các bạn ạ. Zone chạy nhanh quá. Không biết là có trong bụi này hay không. Không có trong bụi rồi. Thôi thì quăng kỹ năng thẳng mặt Alistair này. Alistair thì hiện tại không còn quá nhiều máu đâu, nhưng mà bản thân của mình cũng ít máu các bạn ạ. Buồn ghê. Gần 5 phút đồng hồ rồi, mình chưa có sự tiến triển nào về cái điểm hạ gục. Mới được có một mạng mà thôi. Thôi nhá, mình về đây các bạn ạ. Hết sạch mana rồi. Để xem trận đấu này mình có thể biến Kahi trở thành một vị tướng xạ thủ thật sự hay không.
thì cần phải có đồ. Các bạn cố gắng chờ đợi nhé. Yên tâm là mình sẽ farm rất là nhanh. Nói chung là phải farm, chứ bây giờ chưa lên được một trang bị hoàn chỉnh nào luôn. Không ăn được mạng, vậy nên cái con đường mình lết game thì nó sẽ lết đồ ấy thì nó sẽ rất là lâu. Hiện tại thì mình cũng đã lên thành công được gươm sấm sét rồi nhá. Mình nhớ không nhầm là ngày xưa mình cũng đã áp dụng cái build đồ tốc đánh chí mạng xuyên giáp dành cho vị tướng Kahi rồi. Nhưng mà đấy cũng chỉ là build đồ trôn game thôi. Và ngày hôm nay cũng chỉ là cái build đồ trôn game thôi nhá. Các bạn đừng có áp dụng theo, bởi vì áp dụng theo nó không được hiệu quả đâu. Kahi thì cứ lên full phép giúp mình thì nó sẽ mạnh hơn rất nhiều. Còn mình lên đồ như thế này ấy là lên đồ trôn game, đặt ra thử thách cho bản thân là mình sẽ thực hiện được hay không. Thì mình mới lên đồ như thế này để cho các bạn có những phút giây xem clip cho nó giải trí thoải mái một tí. Chứ mình khuyên các bạn là đừng có áp dụng cái build đồ này. Mình cũng không để lại cái build đồ này trong clip để các bạn có thể là dễ dàng theo dõi đâu. Bây giờ thì giữ vị trí ném, nhưng mà như kiểu muối đốt inox vậy các bạn ạ. Ném tại điểm này không được đau. Căn bản làm gì có ăn được mạng, không có được nhiều đồ thì ném như kiểu muối đốt inox luôn. Butterfly này giữ vị trí ném tiếp. Cho mình xin một mạng cánh coi. Hiện tại thì mình mang cả cái phù hiệu tinh linh đi để giúp mình có thể ăn mạng dễ dàng hơn, nhưng mà khó khăn quá. Ê, một mạng, thơm quá. Nào solo với Zone nhá. Solo với Zone. Nào solo với mình cái nào. 1-2 luôn các bạn ạ. Cứ tiếp ném tường, có mạng của Zone và ngoài ra mình còn xíu máu. Mình vẫn chém được Adapter kích quạt chiêu 2 lên. Sau đó sử dụng chiêu 1 ném vào, cứ thế đánh tường. Ôi trời ơi, phí quá. Adapter vừa xong quả cầu bất tử các bạn ạ, chứ không quả đến cái mạng đấy của mình rồi. Nhưng mà sau khi Adapter quả cầu bất tử thì mình không dám chơi, bởi vì lúc đấy là bạn ấy sẽ nhận được một cái lớp rất ảo. Vậy nên là mình không chủ động tấn công thẳng vào Adapter nhá. Chứ không nhiều bạn lại thắc mắc tại vì sao không giết nốt Adapter đi. Ôi bắt đầu là có khởi sắc rồi. Mình là được 3 mạng rồi. Các bạn thấy là vừa xong mình có một màn trình diễn solo với Zone với những đoạn đánh thường không khác gì một vị tướng xạ thủ thực sự các bạn ạ. Nhưng mà để mà nói thì Zone late game thì chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn mình rồi. Chất tướng pháp sư mà mang lên đồ như xạ thủ thì chắc chắn sẽ không bao giờ khỏe bằng chất tướng thuần xạ thủ như là Zone được. Đấy, thế các bạn đừng có so sánh là Kahi có thể mạnh được hơn Zone nhé. Trong khoảng thời gian này hy vọng rằng các bạn có thể bớt chút thời gian độ khoảng tầm 5 giây để giúp đỡ mình bằng cách cho mình xin một nút like nhé. Ngoài ra cho mình xin một đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ là cho mình xin một nút like để giúp cho clip của mình tăng thêm tương tác. Thật ra thì clip nào mình cũng nói như thế, nhưng mà hình như là các bạn quên, các bạn không cho mình xin nút like ấy. Thế nên là mình cũng thấy là cái lượng like của mình nó rất là ít luôn. Đây mình tới rồi đây team ơi. Cứ bắt Zone trước nha. Zone ơi, ai là xạ thủ thực sự đây? Chạy làm sao được, cứ đếm ném tường như thế này thôi. Có mạng. Trời ơi, Zone gặp mình là cứ bỏ chạy mất dép thôi. Mình bắt đầu hóa thân thành xạ thủ rồi. Tính ra nếu mà lên đồ như thế này thì team mình không có sát thương phép luôn. À, có thì vẫn có sát thương phép nhá. Bởi vì sát thương phép đến từ chất tướng Kahi mà. Nhưng mà nó rất là yếu. Bắt đầu là hoàn thiện được rất là nhiều đồ đấy. Nhưng mà cái về late game là hơi bị mệt, team địch late game mệt lắm. Team địch late game có Ghidu late game rất mạnh, Triệu Vân rồi thêm cả Zone. Thế nên là mình không muốn kéo dài trận đấu này ra lâu. Đấy, hiện tại team mình cũng có được Caesar rồi. Ăn được những mục tiêu lớn như thế này thì chúng ta có thể phục vụ là ép trụ được sớm, không nên kéo dài trận đấu nhá. Càng cố kéo dài trận đấu ra thì team địch càng xanh. Các bạn thấy trận đấu này mình rất là hạn chế bắn chiêu cuối nhá. Thật ra thì có cơ hội thì mình mới bắn thôi. Kiểu như đối phương còn xíu máu mình bắn chẳng hạn. Còn mình sẽ bồi đòn đánh thường nhiều hơn. Đấy. Ôi, bắn chiêu cuối từ xa này. Tầm này bắn chiêu cuối thôi. Nào, một mạng. Đấy, tức là có được một mạng của Ghidu ngay. Chỉ cần căn đối phương còn xíu máu bắn chiêu cuối mới được hiệu quả. Chứ còn đối phương nhiều máu thì mình bắn chiêu cuối với cách lên đồ như thế này, như kiểu mũi đốt inox vậy. Cố gắng làm sao thời điểm này mình sẽ đẩy lính lên thật là nhanh. Sau đó chúng ta sẽ cố gắng ép trụ. Nhưng mà từ farm đá, có quái rừng. À, Triệu Vân à. Solo cơ à, 2-1, không chột cung què, cứ ném tường có mạng. Thật ra với cách lên đồ như thế này thì combo của mình thì vẫn như vậy nhá. Combo thì cứ quăng chưa một thẳng vào chân đối phương, sáu bật chiêu 2, chúng ta cứ đến đánh tường thôi. Đấy, là vừa xong là mình có mạng của Triệu Vân rồi đấy. Như các bạn thấy là mình đánh tường ấy thì nó sẽ tạo ra được cái lượng đam phép tầm 1.000 nam phép nhá, rất là to. Tính ra đánh thường 1.000 nam phép là rất là to đấy, chứ không ít đâu. Cố gắng làm sao ép luôn đường lý siêu cấp ở trụ đường dưới này.
Mình đang giữ vị trí mình ném rất nhiệt tình. Ui ôi, Triệu Vân ơi, thôi. Ui ôi ôi, thế này thì làm sao mà đỡ nổi. Thấy Triệu Vân cầm thương chạy ra bổ cho cái này, em biết là xong rồi, team mình quét sạch rồi các bạn ạ. Team mình bị quét sạch rồi. Bắt đầu là mình đang thấy có dấu hiệu là zone bắt đầu late game rồi nha. Nguyên team mình vừa xong là chết hết luôn. Nếu mà thua 1-2 pha combat liền tù tì kiểu như thế này thì khả năng cao team mình sẽ bị thua ngược. Team địch 3 người đứng im tại chỗ thế này. Không thể chủ quan được đâu. Nếu như trận đấu này mà thua thì chắc chắn lỗi là do mình các bạn ạ. Mình phải nhận luôn, bởi vì lý do là mình lên đồ chôn mà. Thế nên là mình sẽ cố gắng làm sao đánh hết sức mình. Đấy, đánh thường thì rất nhanh. Sát thương phép các bạn thấy là đam phép còn nổ cả chí mạng luôn ấy. Đánh thường tầm này tuần ra đam phép tôi vào, ngoài ra đam phép có thể chí mạng. Để mình ra hỗ trợ cho Crack ăn rồng nhá. Cướp nhanh cái con rồng này. Đừng kéo nó. Trời ơi, kéo nó vào làm cái gì. Lại gặp Triệu Vân, lại bổ em. Anh ghét em mà. Giữ vị trí mà ném thôi. Đấy, Triệu Vân hy sinh rồi. Tớ. Để mình ra cố gắng xử lý Alistair. Ném tiếp có mạng 200 vàng. Ném rất nhanh, ném rất đá. Đúng là nhiều tay của khác. Ok, có sound up đây rồi. Còn đúng một trang bị nữa tôi là chính thức mình full đồ nha mọi người. Hiện tại tốc đánh của mình là 155% tốc đánh. Tính ra 155% tốc đánh dành cho một vị tướng pháp sư thì nó cũng rất nhiều. Nhưng mà mình chưa đạt được 200% tốc đánh đâu. Tỷ lệ chí mạng mới được 85% thôi. Vậy nên là mình sẽ lên trang bị kiếm nhá. Để cố gắng làm sao được 200% tốc đánh. Lại là Triệu Vân, vâng, cố gắng xử lý Triệu Vân nhá. Triệu Vân lên bản điểm số. Mình cảm thấy Triệu Vân trận đấu này không biết trời đất là gì luôn. Kiểu như cứ nhìn thấy tướng địch là bắt đầu cầm thương lao ra bổ. Khó quá, đúng là khó ép trụ ghê. Ôi Grack ơi, không cứu được bạn rồi. Ôi tình hình rút lui team ơi, cái tầm này thì khó ép lắm. Team địch càng đánh càng khó chịu. Căn bản team địch mình đã phân tích qua chất tướng lên game rất là mạnh. Đấy, bắt đầu team địch ra check xây ra. Có em lên này, ra check em đi này. Ui dồi ôi, ui đông thế. SOS, Chumina bớm con nhà người ta. Em về đến trụ rồi thế này, bắt làm sao được lêu lêu. Từ từ nha, để mình ra hỗ trợ đồng đội này. Ra cố gắng xử lý ghi đu. Nhưng mà teo nát thì hy sinh rồi. Khó nhai ghê. Không biết trận đấu này sẽ đi đâu về đâu. Thường thường những trận đấu này rất là căng thẳng các bạn ạ. Và không biết là các bạn xem những trận đấu như thế này có cảm thấy thích thú hay không. Trận đấu này mình lên full dam thì mình cũng đã trình bày rồi. Lượng sát thương chủ yếu của mình gây lên đối phương đó là đến từ những đòn đánh thường nhá. Chứ còn sự kỹ năng gần như là gây sát thương phép là ít lắm. Ui Triệu Vân lại bổ em, anh ơi em nào có tội tình gì. Sao cứ nhìn thấy em anh tành dành tặng cho em cái bổ. Hiện tại thì mình đang cố gắng dọn lính thật là nhanh đây. Nhưng mà team mình chết dần, chết mòn, chết thao. Ui cái gì vậy Lưu Bố ơi. Chịu luôn, một mình cân cả thế giới thì chịu rồi. Chưa gì team mình mất 3 người. Teo nát ơi, đừng có chiến binh cảm tử nhá. Khi mà team địch ép như thế này, cái công việc chúng ta hiện tại ấy, bây giờ team mình đang bị thiếu người. Vậy nên cố gắng làm sao dọn lính thật là nhanh. Lính tràn lên thì chúng ta dọn lính thôi. Hiện tại thì mình đang cố gắng dọn lính đây này. Đấy. Khi mà team địch không có lính thì team địch sẽ rất là khó để có thể ép được trụ tiếp. Đấy là cái lưu ý nhá. Cần phải chờ đủ cho team mình hồi sinh hết cơ. Thì lúc đấy chúng ta mới combat trở lại được. Mình check qua lượng vàng của mình là nhiều nhất team luôn. Wow, các bạn cùng quan sát qua lượng sát thương. Trời ơi, sát thương phép là màu tím nha. Hầu hết là mình đánh thường đều tạo ra sát thương phép thôi. Và sát thương phép đều là chí mạng. Rơi vào khoảng tầm 1.000. Đấy. Đánh nhau luôn, giao tranh luôn. Giữ vị trí mà ném tường. Cứ thế mà ném tường solo zone. Ui ui zone nó sấy đau quá. Thôi. Sợ ghê mà xong zone bắn vài phát tôi là tí nữa mình chết rồi. Ôi dồi ôi, team mình combat toang rồi. Team mình combat chết sạch. Bây giờ còn một mình thủ nhà như thế này. Trách nhiệm đè nặng lên vai. Khi mà team địch vẫn còn nguyên. Gidu thì gáy rất sớm. Kêu là ngu. Lưu Bố thì chịu rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình các bạn biết là gì không? Cố gắng dọn lính thật là nhanh nha mọi người. Cố gắng làm sao dọn lính thật là nhanh đi này. Bây giờ chúng ta không dọn lính được là team địch sẽ phá thẳng nhà chính luôn. Đấy.
Bây giờ team địch là con lính đấy. Còn cái con xe mình cố gắng xóa sổ xe. Ok xong, dọn lính xong rồi. Triệu Vân, cái gì đấy? Băng trụ ạ. Lên bài điểm số, cái tội hổ báo. Ấy, thế coi như là team mình vẫn chưa phải là dấu chấm hết nha mọi người. Chưa đến cái lúc dấu chấm hết đâu. May quá, đau hết cả team. Hiện tại thời gian bước sang phút thứ 15 rồi. May là vừa xong mình dọn lính kịp thời chứ không. Các bạn thấy là cách tác dụng của chúng ta khi mà team địch ép trụ là chúng ta sẽ cố gắng dọn lính nhá. Khi mà không có lính đâm vào trụ thì team địch rất là khó để có thể ép được trụ mình. Thế nên cố gắng làm sao dọn lính. Team mình mà ăn được cái con Caesar tầm này có thể thắng cách dễ dàng. Bởi vì Caesar tầm này là Caesar bạo chúa rồi. Trời ơi, nhìn sát thương đã thế nhở. Tốc đánh của mình vẫn chưa lên được 200% tốc đánh. Ăn nhanh đi này. Ăn nhanh cái con Caesar này. Team địch chắc không biết đâu. Có ghi đu ra check nhưng mà quá muộn rồi. Với tốc độ ăn của team mình thì rất nhanh à. Ấy, khi mà có được Caesar như thế này thì khả năng lật kèo được rất cao nha. Bắt lẻ, tầm này bắt lẻ, cho mình giữ vị trí mình ném. Triệu Vân hy sinh, chỉ là hỗ trợ thôi nhưng mình vẫn đang ném được đây này. Ngoài ra thì có cả chiêu cuối thì chúng ta có thể đứng từ xa bắn chiêu cuối để quẩy thẳng vào giữa. Ấy, có một mạng các bạn ơi. Ok, quét sạch ngược lại rồi, ui đau tim quá. Một trận đấu vô cùng căng thẳng và cân bằng. Các bạn đánh giá ra sao với trận đấu như thế này? Lên đồ chôn như thế này nhưng mà vẫn giành thêm chiến thắng được. Tí nữa thì thua các bạn ạ. Ok, quét sạch team địch rồi và bây giờ chúng ta chỉ cần phá thẳng nhà và kết thúc trận đấu thôi. Rất là may mắn, mình cảm thấy mình trận đấu này cực kỳ may mắn luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nha. Bye mọi người, bye bye.